hóa chất. Em du luôn nhá, không khói, không đổ hôi này. Đúng rồi. Đưa. Kéo mạnh vào. Đấy. Chào tất cả các anh em nhá. Lời đầu tiên cho em gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho mọi người có thật nhiều sức khỏe để làm những công việc mình mong muốn và yêu thích. Thì hôm nay em lại có một đơn đặt hàng con máy DC70. Thực sự là có lẽ con máy này đẹp long lanh tuyệt vời luôn. Thì thường thường là máy này em sẽ bán vào miền Bắc là nhiều, bán vào miền Tây, anh em miền Nam và miền Tây là nhiều. Nhưng hôm nay có một đơn đặt hàng của một em ở tỉnh Hà Nam nhá, ở huyện Lý Nhân Hà Nam. Lý Nhân Hà Nam thì em ấy có xem kênh YouTube của em, thì em ấy bảo là anh ơi, em xem nhiều anh bán nhiều máy ở trên kênh YouTube của anh, em bao nhiêu lần em dự định muốn mua, nhưng lần này em mới quyết định mua một con máy ở bên anh. Thì em đấy tên là Hoàng nhé, Hoàng ở Lý Nhân Hà Nam. Thì em đấy các bạn, em đăng ký cả hai kênh bán hàng của anh rồi, thì anh cố gắng chọn cho em một con máy thật đẹp. Thì xong lúc tới hôm trước thì em đấy bảo là bây giờ em đưa điện thoại của em cho anh nói chuyện với bố em, thì anh nói chuyện với bố em một tí. Thế là mình có nói chuyện với bố của em Hoàng, thì chú ấy nghe mình nói chuyện một lúc thì chú ấy bảo thôi chú quyết định lấy máy của cháu. Chắc là chú ấy thấy nghe mình nói thì cũng chắc là thuyết phục. Nói chung là mình nói thuyết phục thì mình hàng mình phải đẹp thì mình mới nói, mình có nói, vì chắc chắn là mình chở hàng xuống cho chú kiểm tra và em Hoàng kiểm tra xong thì mình mới nhận tiền, chỉ cần đào có một tí tiền thôi. Thì đây mình sẽ quay con máy này cho em Hoàng và bố em Hoàng. Trước hết là sẽ quay giới thiệu cho mọi người vì sao nó đẹp và lỗ như thế nào và mã lực của nó bao nhiêu. Rồi sau đây nếu mà khi nào xong xuôi là mình sẽ thuê xe chở xuống dưới Hà Nam luôn cho em Hoàng vào trong ngày hôm nay. Đây mình sẽ quay đây. Đây con này vì sao nó đẹp nhé anh em nhé. Để đoạn đóng ba lít cái để cho cẩu ra ngoài đường ấy. Đây anh em xem này, hôm qua bảo là phải đóng ấy, buộc dây thép vào nguyên zin nha. Con này nó đối với em thì con này chắc nó khoảng 95% ấy, nó đẹp không khác gì cái con máy mà bán về Tây Linh ấy cho anh Hải ấy. Đây thực sự là đầu tiên là đến bơm kim nhé mọi người nhá, chưa chắc một tí sơn nào như mới. Thật sự là để mua được những con máy này không phải lúc nào cũng có đâu nha mọi người nhé. Chân thành với mọi người là như vậy. Đây này, những con ốc này tất cả còn nguyên bản nguyên zin hết, chưa có một con nào chóc sơn nhá. Đầu ốc đầu trục cơ này nguyên bản chưa mất một dấu tí dấu nào cả. Lên đến cái lắp quy lát, cái lắp cabo chưa bị mất dấu. Nếu mất dấu không lấy tiền nhé anh em nhé. Đây này, mọi người có thể xem này, thực sự là quá đẹp quá mới. Đây ốc đầu trục cơ nhá, nguyên bản nguyên zin hết này. Thực sự là bán những cái con máy này đi thì yên tâm 1000% là không bao giờ sợ khách chê, sợ khách nói lại rồi. Những cái vạch trắng của nhà máy này anh em này, những cái vạch dấu trắng của nhà máy này còn nguyên bản hết, chưa chóc một tí sơn nào. Những con ốc đến nỗi con này đã vận chuyển về rồi còn nó không bị chóc sơn, tất cả còn nguyên bản hết anh em xem này. Tất cả sang phần bên này nhá. Đây là những cái này nó chạy ít, nó vẫn còn rất là mới này. Cái bánh trớn rất còn mới này. Đây turbo nguyên bản nhá anh em nhá, turbo nguyên zin. Cho giấy bóng vào đã, cho giấy bóng vào trong khu, lót một tí giấy bóng vào đấy xong ấn vào thì nó sẽ không bị ra. Turbo nguyên zin, những con ốc turbo còn nguyên bản chưa có dấu mỏ nhé anh em nhé. Tất cả còn mới, đây này, thực sự là nó quá mới. Cái lắp cabo này chưa bị mất dấu nhé, chưa có dấu mỏ bao giờ này. Đây mọi người xem turbo nguyên zin này, tất cả em sẽ quay một cái dàn ở trên này cho mọi người xem này. Nó quá mới và quá chất lượng. Đây bên dề lốc này nhá anh em nhé, bên dề lốc này tất cả con ốc này còn nguyên zin, ốc turbo chưa tháo bỏ. Máy này nó còn 95%, anh em xem này. Máy nó chạy ít, cái này là cái cổ nhôm này nó còn trắng tinh nhá. Cổ nhôm còn trắng tinh. À, tất cả nguyên zin hết. Đài đắc te, dòng đài đắc te nguyên bản chưa tháo ra bao giờ nhé. Từ khi xuất dở từ nhà máy ra vẫn chưa
chưa làm lại đáy tắc tê, chưa tháo, vì hai cái đầu con ốc này vẫn còn nguyên bản thì sẽ chưa có dấu mỏ nha anh em nhé. Thực sự là nó quá đẹp và quá mới, chắc chắn là gửi con này cho em Hoàng thì ở Lý Nhân Hà Nam thì không có điều gì mà chê trách rồi. Đây mọi người, em sẽ quay qua một lượt kể cả những cánh quạt nó còn mới này. Đây, rất là mới đấy, đúng rồi, ấn như thế. Đây tất cả nguyên zin hết từ ta đến Z, nó quá mới. Em có thể đấy mọi người, trước khi nếu mà mọi người mua cái dòng máy này nhá, mọi người có thể so sánh giữa máy ở cơ sở em và máy cơ sở khác xem ở đâu đẹp hơn và hàng chất lượng hơn thì mọi người có thể mua, có thể tham khảo. Chắc tin chắc là sẽ không có cơ sở nào có những con máy đẹp như của em, dám khẳng định luôn. Con máy này là máy Made in Thái Lan nhé anh em nhé, Thái Lan này. Và em sẽ giới thiệu qua, con này là con máy DC70. Vòng tua của nó 2007, lắp trên con máy gặt DC70 nhé. Em Hoàng em mới mua về chắc cũng lắp thay vào con máy gặt đấy anh em ạ. Mới, quá mới. Nó như kiểu một siêu phẩm đấy anh em ạ, siêu phẩm. Siêu phẩm luôn nhá. Đây, quay này cho mọi người biết. Quá đẹp, quá long lanh. Thực sự là đẹp mê mẩn luôn. Chưa động một con ốc nhá, nếu động con ốc không lấy tiền nhá anh em nhá. Khẳng định với mọi người là như vậy. Nếu mà động một con ốc nào không lấy tiền. Xin cam đoan và khẳng định. Bây giờ em không phải cho mà tất cả anh em phải chờ lâu nữa, sẽ cho anh em thợ test trước để gửi video cho em Hoàng. Thứ hai là sẽ đăng lên kênh để cho mọi người biết. Chắc chắn là bên dám khẳng định là máy này thì không ai có thể có, máy này thì chắc chắn là rất ít cơ sở có, em dám khẳng định luôn. Mọi người có thể đi tham khảo. Bây giờ sẽ cho anh em thợ lổ đã, cho tất cả anh em cùng xem. Quá chất. Em du luôn nhá, không khói, không đổ hôi này. Máy này chỉ có chết tiền thôi. Không khói, không đổ hôi nhá. Quá đẹp. Quá chất. Máy mình đã đổ nước để lổ đàng hoàng nhá. Nhờ anh em, em có đăng lên video anh em không? Nhờ anh em không bảo là sao không đổ nước. Máy em đã đổ nước đàng hoàng ở trong hết rồi. Em du luôn nhá. Biết cao. Cao là cái gì vậy? Đấy, cao đấy. Kéo nó về bên. Ngồi xuống. Đấy. Bỏ tay ra để quay thế. Kéo vào thế này. Kéo đi. Đấy, đúng rồi. Đưa. Kéo mạnh vào. Đấy. Mạnh nước vào. Ga mạnh, không khói, không đổ hôi nhá.
Alo. Hóa chất. Rồi, ga mạnh lên nha. Quá chất. Đấy, vừa rồi em đã lổ xong con máy ấy. Anh em xem, anh em sẽ đăng lên kênh. Thứ nhất là sẽ gửi từ đầu tiên là vừa gửi video cho anh, phải gửi video cho em Hoàng em ấy kiểm tra. Thứ hai sẽ đăng lên kênh để cho tất cả anh em cùng vào bình luận và đánh giá chất lượng con máy này cho em. Thực sự là những con máy này em mua bên nước ngoài ấy, người ta đã lổ rất là kỹ càng rồi. Vì máy này nó không như những máy khác. Máy gặt này mua bán được con máy gặt rất là khó anh em ạ, vì nó hay bị đổ hơi. Và mình mà không đổ kỹ càng đâu, đến lúc về mất việc khách, cả mình. Đâm là em phải lổ rất là kỹ càng, đổ nước các thứ rất là kỹ càng nha anh em nhá. Thì con máy này nói chung là nó cũng quá đẹp rồi, nó cũng chả có điều gì phải chê trách nữa rồi. Nó chỉ có mỗi là chê xem là gần đấy tiền có xứng đáng với nó không, mỗi thế thôi. Quá đẹp. Đây. Quá đẹp luôn nha anh em nhá. Thì em Hoàng thì thực sự là em ấy đăng ký kênh của mình từ những ngày đầu tiên cơ. Rất là em nghe cách em ấy nói chuyện thì cũng rất là cảm ơn, vì em đấy đã tin tưởng và ủng hộ. Và đã em xem kênh của anh rất là nhiều rồi, đăng ký cũng rất lâu rồi. Thì cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến em đã tin tưởng anh. Mong sao cho em mua con máy này của anh về dùng thật tốt, thật bền nhé. Không uổng cái công mà anh đã tin em và bố em đã tin tưởng anh. Thực sự là mua qua mạng ấy nó cũng rất là điều gì, nó rất là khó khăn. Nói chung là phải tùy mình, phải đặt niềm tin đúng nơi, đúng người, đúng chỗ. Chứ không có, nếu mà mình mua qua mạng có những người khác còn bị lừa cơ. Thì anh em lưu ý cái vấn đề đấy. Còn đối với em thì vẫn cái tiêu chí kinh doanh bán hàng, có làm được thì mới nhận, mà không làm được thì sẽ không bao giờ nhận anh em nhé. Không làm được thì không bao giờ dám nhận. Đấy là một điều chắc chắn rồi. Thì xin chân thành cảm ơn đến em Hoàng, chúc cho em về dùng tốt dùng bền. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã ủng hộ và tin tưởng. Qua đây em cũng xin có đôi lời là cái kênh bán hàng mới của em, kênh Hưng Động Cơ Đẹp Giá Rẻ, em đã chuyển tên thành động cơ ô tô Hưng Thịnh Vĩnh Phúc nhá anh em nhá. Và cái kênh đấy là em giao cho em trai em quản lý. Cái bốn cái cơ sở này là của hai anh em, của hai anh em chung nhau. Thì cái kênh đấy thì em sẽ làm về cầu và số, các loại cầu số và làm tất cả về máy. Anh em cần tư vấn về cầu số này, cầu số các loại xe tải trọng lớn, hổ vồ, các loại máy móc hổ vồ, thì anh em cứ điện vào cái số 0988 946 667 để ở trên kênh ấy. Là số của em trai em, vẫn là hai anh em, vẫn là một thôi anh em ạ. Thì hôm qua cũng có anh em hỏi là sao cái em thấy có một cái kênh mới ấy, có một người nào lớn cao hơn anh một tí, người ta thấy người ta livestream trên cái kênh đấy bán hàng. Thì em cũng xin trả lời những câu hỏi thắc mắc đấy của các anh em. Có thể là anh em đang nhìn thấy em là quen rồi, tự nhiên lại thấy có người khác xuất hiện, thì cả anh em thắc mắc cũng là đúng thôi. Thì em xin giải thích cho anh em là như vậy. Thì mong anh em ủng hộ và tin tưởng nhá. Thì vẫn hai anh em thì và em và ông em trai của em thì vẫn như nhau thôi anh em ạ, vẫn là một. Thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhá. Chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.